Ví dụ nè, em ví dụ nha, giờ em cho ra một thách đố anh nè. Dạ. Bây giờ ông thầy Thích Minh Tuệ, ổng hay đi ngủ ở nghĩa trang nghĩa địa, ngủ những cái nơi hoang vắng, thì anh suy nghĩ một số câu bài thơ về thầy đi ngủ như thế được không? Đó, thách thức Được, anh đó. được, được. Vậy mượn cây viết. À, wow, dữ rồi nha. viết ha, Dạ. để em lấy cây viết cho Ở đây, dạ. chàng đất ơi. Thách đố gì làm được luôn, tức Ok. là anh sẽ nói chuyên về thầy Thích Minh Tuệ mà đi Ngủ bờ, ngủ bụi chứ gì, ngủ không, mình cây. nói ngủ bờ ngủ bụi thì kỳ, ngủ Đó, những ngủ nơi như thế đó những nơi như vậy đó. đó ảnh Ồ, thách thức hay quá ảnh ba. sáng tác liền luôn nè mọi người. Hay quá. Em vẽ giấy trắng rồi nha. Đó. Chú về tập nè, anh sáng tác liền rồi nha. Trời ơi, mình mới thách đố ảnh vậy ảnh truyền sáng tác nè. Nói chung là anh hiền, anh buôn bán vé số hàng ngày đó nên thu nhập đó, nhưng mà qua đó thì các khách hàng của anh đó là cũng có thể là giống như là thách mua đố hay mua là đố tặng thơ là anh sẽ làm á. đúng rồi, giống như mua mua một tờ giấy số tặng một bài thơ đó. Wow. Dữ dằn. Giấu anh chị vậy? Không có giấu luôn nha mọi người. Nè, không có giấu luôn nha. Không có dấu sắc, dấu quyền, dấu thanh gì hết luôn á. Hay thiệt. Hồi hộp quá. Không biết là những cái câu thơ anh sáng tác về những cái chỗ ngủ của thầy Thích Minh Tuệ sẽ như thế nào đây. Chung là người mà sáng tác ra những cái bài thơ mà mình yêu cầu một cách nhanh nhất gì đó là người ta cũng có một cái văn chương cũng rất là vững luôn ha anh. Đúng rồi. Hiểu biết, hiểu biết sâu á. Một người mà biết sáng tác thơ mà mình lại mình kêu mà sáng tác phải gọi là xuất khẩu thành thơ liền luôn á, là người ta khó lắm, cũng phải Đúng ngồi rồi, suy nghĩ suy một chút nghĩ. xíu. Dạ. Còn cái này là thách thức của mình lúc đầu Nói ra là liền là lấy viết là làm liền liền. là sáng tác Đó. một bài thơ về thầy Thích Minh Tuệ, là anh ấy đã sáng tác được 12 câu trong vòng khoảng 4 phút mấy 5 phút. Và bây giờ mình thách đố ảnh là những cái nơi yên nghỉ, những cái nơi ngủ của thầy Thích Minh Tuệ qua đêm thì ảnh cũng sáng tác ra được luôn. Nhưng mà những câu thơ sáng tác của ảnh về chỗ ngủ của thầy Thích Minh Tuệ sẽ như thế nào đây? Hai anh em mình cũng đang hồi hộp. Hiện tại thì anh đang chuẩn bị viết gần xong câu thứ tư rồi. Mà thường thì những cái câu sáng tác của em Hiền á là khổ thơ lục bát là chính. 68. Giờ muốn nhìn đọc cho câu thơ cũng đọc đâu có được đâu. Đúng rồi, chỉ tại mình không có chỉ dấu. mình ảnh là sáng tác ảnh đọc thôi chứ mình là không không đọc được. Và còn rất là nhiều bài thơ anh chị, anh cũng đã sáng tác bữa nay anh chị, sáng tác bằng những tấm lịch thôi, viết ra những tấm lịch thôi đó. À. Tới bây giờ anh sáng tác cũng cỡ 300 bài thơ rồi. Quá khủng luôn. Chàng trai bán số sáng tác 300 bài thơ. Trời ơi, mới đó anh viết câu thứ sáu rồi kìa. Mau lẹ không? Bởi vậy. Nói chung là năng khiếu tiềm mẫn. Nghe đâu lúc trước là cũng có công ty á, công ty anh để liên hệ anh đặt đặt thơ á, và những câu đối thơ đó. Anh không chịu. Có, anh có làm. Thường thì người ta sáng tác thơ hoặc xuất khẩu thành thơ thì người ta sẽ im lặng và có chỉ có một mình thôi, phải không? Còn đằng này hai anh em mình đi lại ngồi nói chuyện tùm lum la chân mà ảnh vẫn sáng tác được là sáng tác à. Đáng lẽ là phân tâm phải không? Là sẽ sáng tác không được. Mà này hai anh em mình nói chuyện quá trời luôn mà ảnh sẵn làm được nè. Kè, chuẩn bị qua câu thứ 8 luôn à. Mỗi lần mà ảnh có cái suy nghĩ một chữ nào đó thì hay quẹt luôn lên lỗ mũi lắm mà mọi người. Đó, thấy không? Em
em Hiền này thì rất là hiền và cũng như là vui tính, bán vé số được bà con cô bác tại thị trấn Chợ Lách này rất là thương, bán hàng ngày được kiếm tiền để nuôi mẹ. Mình nhắc lại là em Hiền mới năm nay 36 tuổi thôi, nhưng mà không biết cái như thế nào mà tóc của em Hiền bạc hết trơn rồi nè, hay là do suy nghĩ quá, suy nghĩ sáng tác nhiều bài thơ á Tâm, mà đầu bạc rồi. Đây là những dạ người... rồi anh ơi, gọi luôn hả, quá nhanh anh ơi, mấy câu? Dạ 8 câu. Quá trời ơi, hồi hộp nha. Dạ. Rồi giờ anh đọc nha. Rồi đọc thử coi. Nhà quan cây cối âm tầm, thầy hết minh tệ lưng khơm trú vào, minh tệ thầy học tu cao, đầu đà năm bốn lắm nào khó khăn, minh tệ bản tấn dễ gần, nói năng nhỏ nhẹ đo cân câu lời, minh tệ thầy trú mọi nơi, nhà quan cây cối đổi dời nhiều phương. Wow, hay quá, tuyệt vời. Mới có 2 phút 8 câu. Quá hay. Mình cũng tính, mình cũng tính phân tích chút xíu mà nhìn chữ viết của anh thì mình không có biết được nên đấy. Nên không có hỏi cụ thể được anh vậy. Chữ viết của anh là không có dấu nè. Đầu đà nè, em biết chữ nãy nhớ là chữ đầu đà 54 là sao anh? Đầu đà 54 là tu theo cái phẩm đầu đà hả? Hạnh đầu đà 54. Dạ. 54 đại hạnh đầu đà, thầy tu cái hạnh mà khổ cực nhất, cũng như là tu Nam Tông Bắc Tông rồi khất sĩ. Khất sĩ là bên tỉnh xác, còn Nam Tông Bắc Tông là bên những tự như chùa đồ gì đó. Dạ. Chùa thì ta gọi là Nam Tông, tại có tu có nhiều cách tu, có nhiều phương pháp tu. Thì sẵn đây thì vừa sáng tác xong rồi cho hai anh hỏi thêm coi. Như Hiền từng đi chùa và từng cũng biết về Phật pháp, cũng sáng tác một số bài thơ về Phật pháp, thì Hiền nhận định như thế nào về cách tu của thầy Thích Minh Tuệ hiện tại như vậy? Và được bà con cô bác quý mến và đi theo rất là nhiều hiện nay thì cảm nhận của em Hiền cho em thấy đó là hành động đúng thôi, chứ cũng không có gì sai cả, tại thầy tu như vậy là quá cao, mình cũng không dám đăng khen gì, nhưng mà thầy tu vậy là thầy đi là cũng như Đức Phật Thích Ca ngày xưa là một hoàng tử, đức một hôm kia qua hoàng tử muốn đi ra ngoài đời để coi về dân tình, thì thầy Minh Tuệ đi vậy, đi rồi Minh Tuệ cũng muốn đi coi về dân tình, coi cuộc sống của dân tình thế nào thôi chứ cũng không gì. Thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng là từng là hoàng tử rồi ra thấy dân đói khổ rồi mới đi tìm đường giải thoát cho dân nó, thì thầy Minh Tuệ em nghĩ chắc cũng làm như vậy. Ngày xưa thầy cũng có đi kháng chiến, xong rồi gia đình bỏ hết gia đình mới tu theo 54 hạnh đầu đà của phật nhà Phật, nhưng mà thầy không ở chùa, nhất tu thị thôi, thầy tu ở chợ chiền đông đúc náo nhiệt, nhưng mà tu cái đó là tu lộ chứ không phải tu ẩn là mình tu là không để cho người khác biết, nhưng mà thầy tu vậy là đã lộ ra ngoài cho dân biết hết thầy tu sao. Nhưng mà thầy nói năng rất là nhỏ nhẹ và khiêm nhường đối với mọi người, thầy luôn dùng cái từ con đối để khi xưng hô với dân mình. Dạ. Chứ thầy không có dùng thầy hoặc là thí chủ gì hết. Dạ. Thì em thấy thầy làm vậy cũng như là thì gần gũi ha, gần gũi hơn. Dạ. Dạ. Rồi những cái bài thơ nó sáng tác về Phật pháp trước kia đó thì hôm nay em Hiền đọc lại để cho bà con có bác nghe lại đi. Đạo Phật là đạo tinh thông, ai ơi xin nhớ giữ lòng từ bi, đừng nên ích kỷ mà chi, để người ta phải khinh khi ghét mình, theo đạo phải có nghĩa tình, từ bi hỷ xả ân tình đậm sâu, đừng nên buồn bực lo đầu, từ bi hỷ xả ưu sầu sẽ qua, ở nhà tôn kính mẹ cha, ông bà cô bác thuận hòa yên vui, dù cho cái đắng ngọt bùi, ai ơi xin nhớ vị mùi Phật gia, những ai niệm chú đại bi, đừng nên vọng tưởng điều gì trong tâm, chú này của mẹ Quan Âm, đời ai sầu khổ niệm thầm sẽ qua, mẹ Hiền chẳng ở đâu xa, những khi gặp nạn niệm ta hết liền, làm người lắm nỗi ưu phiền, vợ chồng con cái của tiền đẩy đưa, nhớ hằng tưởng mẹ sớm trưa, đại bi màu nhiệm ngăn ngừa bệnh đau, công đức mẹ lớn biết bao, bạn ơi xin hãy gắn mau tu hành. Sáng tác được nhiều bài thơ về Phật pháp không? Dạ nhiều, em có làm bài thơ nói về tam quy ngũ giới.
tam quy ngũ giới. Nói về năm giới cấm. Bài thơ này mà lâu chưa? Em hiện sáng tác lâu chưa? Lâu rồi. À, sẵn đem thôi mình đọc lại đi để gửi đến bà con. Ngày nay ai tạo phước lành, lâm chung sẽ được tái sanh cõi trời. Đi chùa lễ Phật, ai ơi quy tam bảo cuộc đời đổi thay. Đừng nên tham đắm tiền tài, tu là phải biết sửa sai làm lành. Đầu tiên nghiệp báo sát sanh, bán lợn bán cá cạnh tranh kiếm tiền. Nếu mà đầy đủ nhân duyên, trường trai giữ giới chư thiên hộ trì. Nhà nghèo gia cảnh sầu bi, bao người đã bước chân đi đường tà. Tiền tài của cải người ta, lòng tham trộm cắp về nhà chi tiêu. Thấy em tướng đẹp mỹ miều, dung nhan xinh xắn yêu kiều thước tha. Tài dâm nghiệp báo thứ ba, khuyên người nên hãy tránh xa chớ gần. Nếu mà phạm phải ăn năn, đừng nên vướng mãi trăm phần khổ đau. Tụ ba tụ bốt xì xào, chuyện to chuyện nhỏ đói vào nói ra. Đôi bên cự cãi chửi la, cũng vì đâm thọc mới ra hới này. Suốt ngày cứ mãi xỉn khai, đi đứng siêu quẹo té bay xuống sình. Chớ hài xem kệ tụng kinh, gụ vào ca hát linh tinh nắm trò. Tam quy ngũ giới nhớ lo đừng tam quy ngũ giới nhớ lo, đừng nên theo thói ăn no ngủ phè. Còn trẻ thì gắng tu nha, đừng chờ đến lúc thành te muộn rồi. Wow, hay quá, quá. Hiểu chưa? Trên đầu á, giống như vậy đó. Nhưng mà này là YouTube thấy rồi đó, đến YouTube. Ừ. À, thì anh Hiền ơi, thì qua những bài thơ anh sáng tác đó, thì em cũng có được biết là anh cũng có sáng tác một bài thơ nói về thầy Thích Minh Tuệ đó, là một người cũng đang nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần đây đó. Dạ. Thì em nghe anh cũng có sáng tác một bài thơ viết về thầy đó, thì anh có thể ra đọc cái bài thơ đó cho quý khán giả được nghe, biết được cái những tâm tư của anh gửi những bài thơ đó cho đến cho thầy cũng như là cộng đồng đó anh Hiền. Dạ. Nhà thư đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật xét sâu tâm người. Phật đài dân cúng qua tôi, thầy Thích Minh Tuệ một người chứng nhân. Minh Tuệ nổi tiếng xa gần, đi xa bưng bát thức ăn một lần. Minh Tuệ thầy rất gần dân, cộng đồng xã hội ngàn lần nhớ thương. Gặp thầy lắm kẻ tỏ tường, cầu câu hay thầy giảng bốn phương tin dùng. Tương lai thầy mãi ung dung, đường xa xa mãi chập trùng gian trưng. Dạ, wow, quá hay. Mới vừa sáng tác luôn á. Hay. Nó là 12 câu câu thơ ha. Dạ 12 câu. Cái này là lục bát hay sao? Dạ lục bát. Dạ. Đó. Mà sao em thấy là anh viết mà không có không bỏ dấu nhưng mà em đọc được. Chàng ơi nè, không có bỏ dấu gì hết trơn nè. Là từ trước giờ mình là vậy luôn hay sao anh? À cái gu em viết là vậy không? Dạ dạ. Viết mà mẫu là vậy. Nhưng mà mình vẫn là biết là mình đã mình biết mình viết cái câu đó là ra làm sao, 6-8 câu đó là câu gì mình đọc được. Dạ. Mình viết mình quen rồi trong đầu, tại vì mình làm nào mà mình nhớ cái đó. Dạ. Rồi làm sao mà tự nhiên em Hiền thích sáng tác hôm nay một bài thơ này để gửi đến cho bà con cô bác vậy? Thì anh yêu cầu em đi bán nhiều người yêu cầu em viết cái này viết kia, em vẫn có thể viết ngồi trong vòng 5-10 phút. Chàng ơi, vậy là hồi nãy chỉ 5 phút thôi. Rồi những cái bài thơ nào mà vui vui là có không? Có. Như là vui hài đó. Nói về cho thiếu nhi hay gì? Cho người lớn mình đi. Người lớn á, ngủ khuya gà gái giật mình. Anh liền thức dậy hình lình gọi em. Đêm qua khi đã say mềm, gió uống rượu ăn nem chả bì. Bạn mời uống cạn ba ly, người anh như bị trung phi nhập vào. Mắt anh chỉ thấy ngàn sao, kề bên có một cô đào vút ve. Khi anh cất bước ra xe, cô đào quan nãy chở che dắt diều. Thằng cu không gọi không kêu, tự nhiên đứng dậy thôi tiêu anh rồi. Yeah. Bà đó là hơi bia mà chế diễu, ủa hơi khuyến khích đi nhậu bia. À, bia rồi, nghe là hiểu rồi. Hay quá. Còn hơi chân nít thì cũng có luôn. Hơi thiếu nhi có luôn ha. Rồi tặng luôn đi. Cô tửng dạ bước thăm đồng, đi qua cầu khỉ té xong cái đùng. Trên bờ có một thằng khùng, nhìn thấy thích thú nhảy đùng xuống sông. Con cua cùng với con còng trống hang bò đến kẹp mông thằng khùng. Hằng khùng bẫy đạp lung tung, đạp ngay chỗ ấy tửng tung la làng. Có người trong xóm đi ngang, thấy khùng bà tửng đang mang giữa dòng. Ông liền nhảy tửng xuống sông, cứu khùng bà tửng thoát dòng hiểm nguy. Bao ngày tôi đã nghĩ suy, đặt ra câu chuyện phòng khi lúc buồn. Hay ta. Mà sáng tác tới giờ gần 300 bài thơ là thuộc hết luôn không? Dạ em thuộc khoảng 200. Ôi ơi, còn những bài chưa thuộc là mình có ghi giấy lại hay gì? Có ghi, nhưng mà em vẫn thuộc. Thí dụ như
thôi về các ngày lễ 30 tháng 4 hoặc 1 tháng 6 hoặc là 27 tháng 7 hoặc là 3 tháng 2, những cái ngày lễ thì có riêng từng tập thơ. Hồi đó em đổi mà giờ không biết em để đâu rồi nữa. Rồi nãy có nghe em Tâm nói là lúc trước là có người mà muốn mời em để ấy những phổ lại những cái bài thơ đó đó. Là có không? Có. Để mình làm thương hiệu cho cái nhãn hàng của mình á. Không thì ta nói về công ty ta thôi. À, sáng tác thơ nói về công ty ha. À, nói về công ty mua bán gì vậy ta đặt. Lúc đó ta nói mời em Hiền như vậy đó, người ta đòi trả phí là bao nhiêu không? Không thì ta cho tiền những bút thôi, bút mực vậy thôi. Ừ, hay quá ta. Hồi nãy nói là em đó học lớp 9 ha. Lớp 9, 9. 9 nghỉ. Nghỉ bị đó, lớp 9 là học chắc học văn giỏi hả? Dạ được 8 chấm. Wow, vậy là giỏi rồi. Bởi vì sáng tác hay quá trời luôn à. Rồi mình sáng tác lúc nào mà là mình mê sáng tác? Dạ học lúc học cấp 2 là em đã sáng tác rồi em viết dẹt. Hồi đó có bộ phim Công Chúa Hoài Ngọc á, em về Công Chúa Hoài Ngọc á. Đâu về thử ra, bài đó về còn thuộc không? Không, em chỉ có về ông Táo à. Về ông Táo, là tự sáng tác bài về ông Táo ha. Về ông Táo nhưng mà nói về các bộ môn tệ nạn xã hội. À, về thuộc không? Đọc thuộc, luôn, thuộc, tặng thuộc. Bà con luôn đi. Nghe vẻ, nghe gian, nghe về ông Táo, tờ trình báo cáo ở chốn trần gian, có một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ, ông già chẳng bỏ, thằng nhỏ chẳng tha, làm khổ bao nhà si đa tiền nhiễm, chim bao chỉ điểm mua số con dê, đúng thật ma đời, ông trời cũng bán, có tiền xả láng bài bạc vui chơi, kèm theo số đời, chiều về mới khổ, tối nay đụng độ giải ngoại hạng anh, 3 năm để dành lấy ra quốc sạch, thua thì tìm cách kiếm lại mấy hồi, cá độ ơi thôi làm bao người khổ, tờ trình đóng sổ, ông Táo nghỉ ngơi, khuyên bảo người đời ăn chơi từ bỏ, nghe vẻ nghe gian nghe già ông Táo. Wow, cực kỳ ta. Nhiều vậy là sáng tác rất là nhiều cái thể loại khác nhau về nội dung. Dạ thì về với hơ lục bát, ví dụ mới nãy là em làm theo thể hơ lục bát. Có những cái bài hơ tứ tiệc mà theo dạng tự do nữa. Ví dụ tứ tiệc tự do là nhắm mắt nằm mơ thấy Bác Hồ, sao vàng năm cánh sắc đậm tô, ngày xưa người đã chịu bao khổ, ghi nhớ nghìn công của Bác Hồ, hoặc là nhắm mắt nằm mơ thấy cụ Đồ, tay cầm bút vẽ nét mực tô, thư pháp là ngày nay còn lưu giữ, đó chính nhờ công của cụ Đồ. Một bên là cụ Hồ, một bên là cụ Đồ, hoặc là mấy cái câu mà xâm hất lục bát á, không phải xâm hất lục bát mà là 4 câu 7 chữ nhưng mà là 2 khổ. Ví dụ như là tối nay tối ôi một tối đẹp xinh, trên trời sao tỏ sáng lung linh, tôi ngồi bên bếp nghe bà kể, kể chuyện ngày xưa đất nước mình, ngày xưa loạn lạc thời chiến tranh, bao người anh dũng đã hy sinh, vì sự tự do và độc lập ông đã ra đi để giữ gìn. Hoặc là những cái câu như là 8 chữ nhưng mà mình làm theo cái dạng tự do á, là quê hương tôi mặt mặn mà hương đồng nội, dân quê nghèo lam lũ mãi quanh năm, nội tôi ngồi dõi mắt xuống xa xăm, hương con trẻ bao năm đi viễn xứ, nội lo tròn cho Bác tôi cái chữ, để ra đời biết cái thứ cái tên, Bác tôi giờ cái chữ đã trọn nên, lo danh phận để báo đền ơn nội. Cái đó theo dạng tự do nhưng mà là 8 chữ, nó khác chứ 4 câu 7 chữ. 4 câu 7 chữ là nếu mà cái gieo vần bằng trắc thì cái đó gọi là hơ đường. Hơ đường lực ha. Dạ đường lực, hơ đường thì mình phải niêm lực đàng hoàng, dần bằng dần trắc đâu cho đúng. Còn tự do muốn làm sao mình làm. Thường thì một người mà sáng tác thơ hay á, chứ được bài nhiều bài thơ là người ta sẽ hát được nhạc và cổ. Còn đối với em Hiền có hát được không? Không, em chỉ thuộc những cái trích đoạn mà của Vũ Linh thôi. À, vậy hát chích đoạn đi, hát chạy đoạn đi cho mọi người biết. Tại, ok. Thôi cười lắm. Cậy, hay mình vui mà, đã mình vui mà, mình hài hước mà, đâu có gì đâu. Hồi nhỏ giờ quên hết à. Còn nhớ gì không, mình bữa vài câu đi. Không, không có ca được mà chỉ nhớ lời thôi. Như là một đó qua đào heo tốt tươi, với là cái tuồng của Bích Châu Kỳ Ngộ hồi xưa, với mấy cái tuồng Phùng Vũ Sơn, Vũ Linh hay diễn á. Rồi nghe nói là em Hiền ăn chay phải không?
Em ăn năm 18 tuổi, nay 36 tuổi. Hai mẹ con ăn chay luôn? Có mình em ăn, mẹ em ăn mặn. Vì hằng ngày em đi bán cái số, mẹ nhà nấu cơm ha? Dạ. Nấu cơm phải chia ra hai phần, phần chay phần mặn. Phần chay phần mặn, mẹ ăn mặn em ăn chay. Sao em không khuyên mẹ mình dùng với em luôn? Mẹ ăn không được, mẹ không quen, mẹ ăn mặn quen à. Chưa tới lúc ha? Dạ, chưa tới lúc. Tùy duyên. Đúng rồi. Vậy là em ăn cũng lâu rồi ha? Dạ. Vậy là em ăn rồi em ngộ ra mà mình con đường tu tâm, chay tâm mới đầu là khoảng hồi lúc bao nhiêu tuổi? Tại hồi lúc còn nhỏ thì em phát tâm em ăn chay kỳ là tháng 4 bữa thì 30 mùng 1 với 14 gầm. Hồi nhỏ thì em ăn 4 ngày, rồi sau có em ăn chay hết tháng 7, rồi cái hết tháng 7 năm đó cô kia cô chỉ em ăn luôn, ăn tới giờ. Kết hợp với ăn chay là tối mình có niệm Phật thêm trước khi ngủ hay là mình cúng lại? Thì mình coi những đoạn clip, rồi trong những đoạn clip đó khuyên mình nếu mà thấy được cái clip đó thì hãy bố thí một câu A Di Đà Phật, thì mình niệm 3 lần A Di Đà Phật vậy đó là được. Thì mình kết hợp với niệm Phật thôi. Tại vì mình tu tịnh độ là mình phải niệm Phật. Mà giờ đời giờ thì tịnh mật xong tu, vừa niệm Phật mà vừa trì chú. Chú như chú vừa ẵn sanh rồi đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ha Dạ Đa Dạ Đa Địch Dạ Ha, A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Đà Đam Bà Tỳ, A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Và Di Nị Và Già Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Cái đó là chú vãng sanh. Có sáng tác một bài thơ nào nói về Phật Thích Ca hay là một vị Phật nào đó không? Không, em chỉ nói là nói về cách đọc kinh thôi. Đọc kinh hiểu nghĩa ấy là hay. Hiện ác trong kinh đã phơi bày cái lý bời nhiệm màu trong Phật Pháp. Gieo nhân lãnh quả chính là đây, bền bồng lơ lửng giữa cung mây, duyên giác thanh văn tụ đủ đầy, Bồ Tát Quan Âm ngàn tay đẹp, cứu độ chúng sanh kiếp đỏ đầy, nhìn ngắm chúng sanh mãi mê say, đua tranh danh phận lẫn tiền tài, cờ bạc rượu chè bao tật xấu, phải nên từ bỏ sống hẳn ngay, trên đời cho dù gái hay trai, kinh văn giáo lý nhớ mỗi ngày, trao dồi học hỏi cho toàn vẹn, ấy mới xứng danh các con ngài. Sáng tác đủ thể loại tất cả các nội dung luôn à, từ trẻ em cho đến người lớn. Hay quá. Phải mà sáng tác được nhạc nữa hay nữa ha. Quá sáng không. Tác thơ. Như hồi đó cái bài mà thơ mà muốn làm thằng cuội của Tạng Đà. Hồi đó Tạng Đà viết ra cái bài thơ đó, rồi em lớn lên em suy nghĩ em cũng viết theo cái tâm trạng của Tạng Đà, nhưng mà em là Tạng Đà hồi nay. Còn Tản Đà ngày xưa là Tản Đà hồi chiến, mình là hồi bình. Rồi vậy rất là hay, cảm ơn em ha. Hôm nay dạ. Có duyên đi ngang Chợ Lấp thì hai anh em cũng ghé trò chuyện và được em sáng tác một cái hai bài thơ nói về thầy Thích Minh Tại. Thứ nhất là bài thơ nói về con đường hành tu. Thứ hai là nói về con đường mà thầy Thích Minh Tại, cái nơi ngủ nơi nghỉ qua mỗi đêm. Dạ. Mỗi một bài là được một bài kìa. 12 câu với bài 8 câu. Bài 8 câu rất là hay. Cảm ơn em Hiền rất là nhiều ha. Dạ. Chúc cho em từ đây về sau luôn mạnh khỏe, hai mẹ con mạnh khỏe. Dạ. Và em buôn may bán đắt được nhiều tờ giấy số hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, hôm nay có duyên đi đến nhà của em Hiền ha. Rồi trong mấy tháng qua hai mẹ con khỏe không? Dạ cũng khỏe. Rồi có sáng tác được một số bài thơ nào mới không? Dạ khoảng 4 bài. Chàng ơi. Như là nội dung của bài thơ đó là nội dung gì em Hiền? Thứ nhất là bài thơ xuân, thứ của hai bài thơ xuân. Một bài nói về thời tiết, một bài nói về những anh quay YouTube. Trời, có cái đó nữa hả? Có. Nói xấu hay nói tốt? Nói tốt mà những tốt. Kênh. Sao? Giờ để em đọc cái bài YouTube thức ha. Sáng tác đó lâu chưa? Dạ mới đây. Mới đây à? Là dành và tặng cho mấy anh em YouTube đó ha. Dạ. Rồi mời nói em. Về những kênh của mấy anh YouTube. Như là ngày nay YouTube nhiều kênh đều hay chuyện lạ đưa lên diễn đàn, người xem ý kiến luận bàn, Bình Dương đọc lạ nhiều trang tò mò, Nguyễn Hiếu thiện nguyện chăm lo, Thường Quân ủng hộ giúp cho người nghèo, Tây Nguyên lắm cảnh nhiều đèo, người quay chịu khó bám đeo săn tìm, lắm người mang bệnh mạch tim, Thường Quân ủng hộ kiếm tìm thầy hay, vợ chồng năm tháng dựng xây, bỗng nhiên giông bão một ngày diễn ra,
nữ giới như một nụ hoa, 20 ăn ở ông già 70, người xem ở một nụ cười, đưa lên bình luận qua tôi lạ kỳ, mẹ vợ con gửi lắm khi, chị Xuyến Anh Hữu lạ kỳ trên tay, giáo viên như một người thầy, cớ sao tâm đức lại đầy dâm dê, thế gian hai tiếng miệng đời, đi ăn đi uống ả hay chuyện trò, bữa cơm ai cũng gắn lo, điều hay khen ngợi tung hò đưa lên, bạn bè năm tháng không quên, tình thâm bằng hữu làm nền mai sau, Zalo kết bạn nhấn vào, trò chuyện trực tuyến lẹ mau mời dùng, hoàng xanh ngang dọc Bắc Trung, chịu khó tìm đến những vùng xa xôi, Tây Nguyên lắm núi nhiều đồi, nhiều người dân tộc bờ môi tím bầm, người quay vui vẻ ghé thăm, quyên góp từ thiện nguyện giữ tâm thiện lành, tương lai chúc bạn tiến nhanh, điều hay chuyện lạ sẵn dành người xem. Quá hay. Tức là có một số kênh YouTube là em đã đọc vô đó ha. Dạ. Có coi là sẽ sáng tác đọc vô đó. À. Ủa nãy giờ có hai anh em mình không? Chưa, chắc hồi đấy chưa hả? Thôi. Chơi gì sáng tác thơ mà hai thằng quay bài thơ mà không có hai thằng trống. Mấy anh thì từ từ em có rồi em sẽ đưa lại vào dịp khác. Đèn ơi hay với ta. Còn này là hơi chút sưng. Hơi chút sưng ha. À, rồi. Chào năm 24 Giáp Thìn, chúc cho bao hộ gia đình đủ đông, dân Việt dòng máu lạc hồng. Chào năm 24 Thông Long lượng trời, đinh mão phi bạc khắp nơi, Giáp Thìn xâm hợp gọi mời hội xưng, trống lân vang vọng tưng bừng, đàn én tung cánh kiện xinh dịu dàng, đinh mão bao chuyện luận bàn, quy lực tạo quá chứ trang nghĩa tình, non nước nay đã an bình, gai duyên tính chuyện chúng mình anh ơi, 24 gồng lượng mây trời, đầu năm con cháu đôi lời chúc xưng, rượu cờ bạc đen đỏ xin đừng, rượu chè hạn chế nhắc chừng đôi câu, chúc cho nó ấm áo, bán mua cuộc sống cung cầu tự nhiên, nông hộ cải tiến đất điền, chợ lách xứ sở sầu riêng đợi đời, Đắk Lắk nổi tiếng cà phê, du khách bước đến đôi lời ngợi khen, cụ Hồ xưa đã chăm đèn, ngày nay con cháu mở than học người, miền Nam giải phóng 30 tháng 4 lịch sử vạn người gắn ghi. Wow. Bài này sáng tác hồi trước Tết hay sau Tết? Sau Tết ha. Hai bài đúng mà. Hai bài với bài là nói về ví dụ mình ăn cái Tết này tự nhiên mình nhớ lại những cái Tết xưa. Wow, à. Có luôn hả? Có. Ôi. Như bài thứ hai này là nói về ăn cái Tết này mình nhớ cái Tết xưa nè. Cái đó giống như là cái tựa đời luôn đúng phải không? Dạ. Tựa gì? Không có tựa, em chưa sáng tác, em chưa nghĩ ra tựa, nhưng mà cái nội dung nó là vậy. Yeah. Xuân này lại nhớ xuân xưa, chiến tranh thảm khốc bơm bừa đạn tuôn, cô gái chấm lái chèo xuồng, chở anh bộ đội gõ chuông phất cờ. Xuân này lại nhớ tuổi thơ của bao đứa trẻ bơ vơ lạc lòi. Xuân này lại nhớ chiếc nôi, công cha nghĩa mẹ như đồi núi cao. Xuân này vinh dự tự hào, đẩy lùi dịch bệnh công lao mà bao người. Xuân này còn mãi nụ cười của bao cô cậu đôi mươi tuổi hồng. Xuân này ghi tạc chiến công, các anh hùng liệt sĩ đồng lòng vì dân, các anh hùng liệt sĩ đồng lòng đứng lên. Xuân này chồng vợ vững bền, tháng 2 14 không quên hoa hồng. Xuân này ghi tạc chiến công, các y bác sĩ đồng lòng vì dân, tương tai lai kính chúc xa gần, bà con cô bác làm ăn phát tài, gia duyên mến chúc gái trai, vẹn tròn duyên thắm bao ngày nấu nu. Hồi hồi Tết giờ mà sáng tác được 4 bài thơ. Còn bài là nói về thời tiết. Thời tiết là do khô hạn hay sao? Khô hạn, nắng nóng. Vậy là nắng nóng thời gian qua 5-6 tháng là bà con cô bác cấp ở An Giang, khổ đó ha. An Giang khổ thì mình làm ra. Rồi mời đọc bài thơ đó luôn. Ngày nay thời tiết hanh khô, xuôi theo chiều gió cây khô cỏi cằn, gây nên kinh tế khó khăn. An Giang Đồng Tháp cõi cằn hạn lâu, dưới kênh chẳng thấy nước đâu, nông dân trữ nước đói đầu mặn lên, nắng nóng luôn mãi vững bền, than ôi thời tiết lãng quên mưa rồi, sóng thần động đất than ôi, miền Trung lũ lụt đứng ngồi chẳng yên, đại hiêm trộm cướp liên miên, làm cho xã hội chính quyền ra tay, làm người cái xấu triệt ngay, tương lai ắt sẽ những ngày bình an.
Cái đó là nói về thời tiết, mới làm với lại đọc đi đọc lại cũng có 3-4 lần mà chưa thuộc nhận ha, chưa thuộc nhận, đọc còn hơi dắt thôi. Ở cái video này nè, sẵn đó là đọc lại cái bài thơ mà mới vừa sáng tác xong luôn đi đó. Em cũng có chừng nào